cá bể rất đẹp đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy không, đống đá này quá ghê luôn. Hiện tại thì 157 rồi nhá, còn hết là cân xích đích này thì chắc tầm 62-63. Quá ghê luôn nhá. Đây cái hồ nước mồi này. Đấy. Đây cái chỗ ăn này. Máy chạy êm nhá. Và hiện tại thì lên đá này này. Các bạn, lên đá này này. Đấy. Này luôn nhé, như là đất này, nhưng mà đá này là hy vọng nhé, đá này tầng 147 này, 147 nhé, nhìn nhá. Đấy, nhìn đá này. Đấy, 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 đấy. Wow, nhìn đống đá đã phế rồi này. Giờ chuyển sang là 4.10 rồi. Toàn đá cái này không này, đa số là đá hết đó nhá. Đấy các bạn thấy không, nhìn là quá ghê luôn, cần xếp đầy hết luôn nhá.